Chào mừng các em đến với kênh Vui học tiểu học cùng cô Nguyễn Hà. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải bộ 50 câu hỏi ôn thi đấu trường toán học Edu lớp 5, vòng thi cấp huyện năm học 2022-2023. Các em nhớ bấm like, đăng ký và chia sẻ kênh Vui học tiểu học cùng cô Nguyễn Hà để ủng hộ cô ra nhiều video hay hơn. Bây giờ cô và các em cùng đi ôn tập. Câu hỏi số 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Kết quả của phép tính 12 chia 2,5 là Chúng ta sẽ chọn đáp án là 4,8. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Kết quả của phép tính 7,8 nhân 2,5 là Kết quả được viết dưới dạng số thập phân rút gọn. Ở đây kết quả là 19,5. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống tỷ số phần trăm của 36 và 120 là ô trống phần trăm, ta sẽ điền vào ô trống là 30. Bạn hãy chọn đáp án đúng, hình nào dưới đây là hình tam giác? Đáp án đúng của chúng ta chính là hình 4. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống, diện tích của tam giác ABC với các kích thước cho trong hình vẽ dưới đây là ô trống cm vuông. Để tính diện tích của tam giác thì ta sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy và chia 2. Ta sẽ được kết quả là 10 cm vuông. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Trong các hình trên, hình nào là hình thang vuông? Như vậy hình thang vuông ở đây chính là hình B. Bạn hãy chọn đáp án đúng để tìm 70% của 90 ta làm như sau. Để tìm 70% của 90 thì ta sẽ lấy 9 ta sẽ nhân 90 với 70 rồi lấy tích chia cho 100. Bạn hãy chọn đáp án đúng, kết quả của phép tính 6 chia 1,2 là 6 chia cho 1,2 thì sẽ được là 5. Câu hỏi tiếp theo, điền số thích hợp vào ô trống, 46,7 x 0,1 bằng ta sẽ điền vào ô trống là 4,67. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Người ta cắt một hình chữ nhật từ một tờ giấy, biết diện tích của hình chữ nhật đó là 65 cm vuông, diện tích của tờ giấy đó là 100 cm vuông. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của tờ giấy? Thì ở đây chúng ta sẽ tính ra được là 65%. Bạn hãy chọn đáp án đúng hình nào sau đây là hình tam giác vuông. Hình tam giác vuông thì chính là hình này. Cho tam giác ABC có độ dài đáy và chiều cao như hình vẽ. Diện tích của tam giác ABC là Để tính diện tích của tam giác thì chúng ta sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy và chia 2. Lấy 6 x 8, 48 chia 2 ra. Như vậy đáp án đúng sẽ là bằng 24m2. Bạn hãy chọn đáp án đúng, hình nào là hình thang? Ở đây, hình thang ở đây chính là hình 1 và hình 2. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. 12% của số 150 là số. Ta sẽ điền vào ô trống là 18. Trong tam giác BQR, đoạn thẳng QS là đường cao tương ứng với cạnh đáy nào sau đây? Như vậy là đoạn thẳng QS là đường cao tương ứng với lại là cạnh đáy ở đây chính là PR. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Diện tích của hình tam giác có độ dài đáy là 1,5 dc và chiều cao tương ứng là 12 cm là. Ở đây chúng ta chú ý là đơn vị ở đây chưa đồng nhất thì ta phải đổi đơn vị ra. Rồi ta áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác vào để thực hiện và ta sẽ chọn được đáp án đúng là 0,9 dm vuông. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Trong các hình dưới đây, hình tam giác có ba góc nhọn là hình. Hình tam giác có ba góc nhọn ở đây thì chính là hình số 3. Hình này. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Diện tích hình tam giác DEF là ô trống dm vuông. Ở đây ta sẽ tính được diện tích của hình tam giác DEF thì ta sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy và chia 2 ra và ta sẽ được kết quả là 14 dm vuông. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Tổng độ dài hai cạnh đáy và độ dài đường cao của hình thang ABCD bằng ô trống cm. Ở đây người ta yêu cầu là tìm tổng độ dài hai cạnh đáy và chiều cao của hình thang thì ta sẽ tính ra được ở đây là 15 cm. Chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống. 18 chia cho 0,001 bằng ở đây ta sẽ ra được kết quả là 18.000. Chọn đáp án đúng. 2,64 x 0,15 bằng 2,64 x 0,15 thì sẽ bằng 0,396. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Hùng có 16 viên bi. Nam nhiều hơn Hùng 24 viên bi thì số phần trăm số bi của Hùng và số bi của Nam là ô chống phần trăm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm ra số bi của Nam. Sau đó thì ta sẽ đi tìm tỉ số phần trăm số bi của Hùng và số bi của Nam. Đó. Và ta sẽ ra được đáp án là 40%. Tam giác ABC như hình trên có BH là đường cao tương ứng với cạnh đáy AC. Như vậy đây là một đáp án đúng. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Diện tích hình tam giác ABC bằng ô trống đề xi mét vuông. Diện tích của hình tam giác ABC thì sẽ lấy cạnh đáy nhân với ta sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy và chia hai ra ta sẽ được là 0,2 đề xi mét vuông. Ở đây đơn vị là cm, ta tính xong là ta sẽ đổi ra đến cm vuông. Điền vào chỗ trống 18% của 500 là 18% của 500 thì là 90. Chọn đáp án đúng. 145 chia cho 0,001 bằng ta sẽ tính ra được là 145.000. Chọn đáp án đúng. 3,125 nhân với 0,32 bằng. Thì ở đây ta sẽ tính được là bằng 1. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Ba Nam kiểm tra số ngô thu hoạch được trong kho, thấy rằng cứ 100 kg ngô thì có 15 kg ngô không đạt chuẩn. Hỏi tỉ số phần trăm giữa số kg ngô đạt chuẩn và tổng số kg ngô thu hoạch được là bao nhiêu. Thì ở đây để giải được bài này thì trước hết chúng ta phải tính xem là số ngô đạt chuẩn là bao nhiêu. Để tìm số ngô đạt chuẩn thì ta sẽ lấy 100 trừ đi 15 là ra 85 kg. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm tỷ số phần trăm giữa số ngô đạt chuẩn và số ngô thu hoạch. Chúng ta sẽ lấy 85 chia cho 100 rồi nhân với 100 và sẽ ra là 85%. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Hình trên có tất cả chấm 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 hình tam giác. Số thích hợp điền vào chỗ trống là ở đây để tính ra được số hình tam giác thì chúng ta sẽ đánh số vào và sau đó chúng ta sẽ liệt kê những cái hình là hình tam giác và những cái hình có thể ghép với nhau tạo thành hình tam giác. Đây ta sẽ có đáp án là 4. Biết diện tích tam giác ABC là 4 cm vuông, tính diện tích tam giác ACD. Trả lời diện tích tam giác ACD là thì đầu tiên là để tính được diện tích của tam giác là A CD thì ta phải tìm được cái đường cao là AB là bằng bao nhiêu. Ở đây ta có là diện tích của tam giác là A ABC là 4 cm vuông và cạnh đáy là 2 cm thì ta sẽ tính được cái chiều cao AB. Ở đây ta sẽ lấy là 4 chia cho 2 và nhân cho 2 lên, nó sẽ ra là 4 cm. Rồi, hình tam giác ACD thì nó có chung đường cao với lại là hình tam giác là ACB cho nên ta sẽ lấy à, tính diện tích của tam giác ACD thì ta sẽ lấy chiều cao nhân với cạnh đáy và chia 2 thì ta sẽ lấy 4 x 5 rồi chia 2 ra vậy ta sẽ được đáp án là 10 cm vuông. Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 12 m, người ta dành 75% diện tích để đào ao. Diện tích đào ao là bao nhiêu mét vuông? ở đây ta sẽ tính được là 108 m vuông Hình trên có bao nhiêu hình thang? Thì ở đây chúng ta sẽ có đáp án là ba hình thang, đây là 1 2 và cả cái hình thang to ở ngoài nữa là 3. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Một tam giác có ba cạnh bằng nhau, biết chu vi của tam giác là 54 dm, hỏi độ dài một cạnh của tam giác là bao nhiêu dm? à, đã biết được là chu vi của tam giác rồi và tam giác này có ba cạnh bằng nhau để tìm độ dài một cạnh ta sẽ lấy 54 chia cho 3 ra và ta sẽ được đáp án là 18 dm cho tam giác ABC AH bằng 2 phần 3 BC vậy diện tích tam giác ABC là AH thì bằng 2 phần 3 BC thì chúng ta sẽ tính được đầu tiên ta sẽ phải đi tính độ dài cạnh BC rồi sau đó thì có độ dài BC rồi, có chiều cao rồi thì ta áp dụng công thức bài để tính. Và ta sẽ tính ra được là diện tích của tam giác ABC là bằng 9,72 cm vuông. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Một thùng chứa 15 kg cả nho và dâu, trong đó có 6 kg nho. Hỏi tỉ số phần trăm của số kg dâu và số kg nho trong thùng là bao nhiêu? ở đây chúng ta sẽ tính ra được là 150%. bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống. Kho thứ hai có khối lượng thóc gấp 1,5 lần kho thứ nhất. Kho thứ ba có khối lượng thóc gấp 1,35 lần kho thứ hai. biết kho thứ ba có 567 tạ thóc. vậy cả ba kho có ô trống tạ thóc. ở đây để làm được bài này thì đầu tiên chúng mình sẽ phải tính kho thứ hai có số thóc là thì ta sẽ lấy là 567 chia 1,35 bằng 420 tạ. Rồi ta đi tìm Ở kho thứ nhất có số thóc là, ta sẽ lấy 420 chia cho 1,5 và bằng 280 tạ. cả ba kho có số thóc là, thì ta sẽ lấy số thóc của ba kho cộng lại với nhau và ta sẽ tính ra được kết quả là 1267 tạ. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Bạn Hoa có một mảnh giấy hình chữ nhật có chiều dài là 16,2 cm chiều rộng là 10,6 cm. Sau khi cắt bớt để làm thủ công, hoa còn một mảnh giấy hình vuông có cạnh dài 8,6 cm. Hỏi diện tích giấy bị cắt là bao nhiêu cm vuông? Thì bài này, đầu tiên chúng ta sẽ phải tính diện tích của mảnh giấy ban đầu. Thì ta sẽ lấy 16,2 x 10,6 là bằng 171,72 cm vuông. Diện tích mảnh giấy sau khi cắt Ta sẽ lấy 8,6 x 8,6 và bằng 73,96 cm2. Và ta sẽ tính như được diện tích cắt bớt là lấy 171,72 cm2 này trừ đi 73,96 cm2. Và ta sẽ tính được là 97,76 cm2. Nối mối hình với mô tả hình dạng của hình đó. Ở đây chúng ta sẽ nối được là hình tam giác mà có ba góc nhọn thì chính là hình 1. Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn thì là hình 3. Hình tam giác có một góc tù và hai góc nhọn thì đó chính là hình 2. Bạn hãy chọn đáp án đúng cho tam giác ABC có diện tích bằng 120 cm vuông trên cạnh BC kéo dài lấy điểm D sao cho BD gấp đôi BC như hình vẽ, tính diện tích của tam giác ABD. Thì đây anh ta sẽ tính ra được diện tích của tam giác ABD ở đây là 240 cm vuông. Điền số thích hợp vào ô trống, một người đem 2 triệu đồng để gửi tiết kiệm với lãi suất 0,6% một tháng. Hỏi sau một tháng, số tiền cả gốc và lãi của người đó là bao nhiêu? Thì đây anh ta sẽ tính ra được là cả gốc và lãi của người đó sau một tháng thì sẽ được là 2 triệu 012 nghìn đồng. Hình vẽ trên có tất cả bao nhiêu hình thang? Ở đây anh ta tính ra được là 9 hình thang. Chọn đáp án đúng. Trong tam giác ABC như hình vẽ có. Như vậy tam giác ABC như hình vẽ thì sẽ có đường cao AH tương ứng với lại là cạnh đáy BC. Bạn hãy chọn đáp án đúng cho hình vẽ diện tích phần tô màu xám là ở đây ta sẽ tính ra được là cái diện tích hình tô màu xám sẽ là 6 cm vuông. Điền số thích hợp vào ô trống cho hai số tự nhiên nếu ta thêm một chữ số 0 vào bên phải của số bé thì ta được số lớn thì số phần trăm của số bé so với số lớn là đây là 10%. Bạn hãy điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống, ngăn cách phần nguyên và phần thập phân bởi dấu phẩy. Hai vòi nước A và B sau 2 giờ 12 phút chảy vào bể được 1430 lít nước. Cứ sau 15 phút thì thấy vòi B chảy vào bể nhiều hơn vòi A là 82,25 lít nước. Vậy trong 1 giờ, vòi B chảy vào bể được ô trống lít nước. Để giải được bài này thì ta sẽ làm như sau. Coi 12 phút là một phần bằng nhau thì 2 giờ 12 phút là 11 phần bằng nhau. 12 phút thì vòi chảy được số là lấy 1430 chia cho 11 và bằng 130 lít. 1 giờ thì vòi chảy được số nước là chúng ta sẽ lấy 1430 trừ đi 130 và phải chia cho 2 thì sẽ bằng là 650 lít. Trong 1 giờ có 4 lần vòi B chảy vào bể nhiều hơn vòi A và ta sẽ tính được số nước vòi B chảy nhiều hơn là lấy 82,25 nhân cho 4 và bằng 329 lít. Trong 1 giờ vòi B chảy được là chúng ta sẽ lấy 650 cộng với 329 rồi chia cho 2 ra thì ta sẽ tính được là 489,5 lít. Ở đây nó thuộc cái dạng bài toán là tìm hai số khi biết tổng hiệu tổng nào và sẽ điền vào ô trống là 489,5 lít. Bạn hãy điền số tích hợp vào ô trống. Một can đựng 5,4 lít dầu, biết rằng 1 lít dầu nặng 0,75 kg và can rỗng nặng 0,95 kg. Vậy can dầu đó nặng ô trống kg. Ta sẽ tính ra được là can dầu đó nặng là 5 kg. Bạn hãy chọn đáp án đúng. Mỗi mặt xung quanh của kim tự tháp ai cập có dạng hình gì? thì à, mỗi mặt xung quanh của kim tự tháp Ai Cập thì nó sẽ có dạng là hình tam giác. Độ dài cạnh BC là ở đây để tính được độ dài cạnh BC thì ta sẽ phải tìm được cái đường cao của hình tam giác ACD và đó cũng chính là hình đường cao của hình tam giác ABC. Thì ta sẽ tính được là chiều cao của tam giác ACD lấy 12 chia cho 2,5 rồi nhân với 2 ra là bằng 9,6 cm. Sau đó chúng ta sẽ tính là cạnh đáy BC thì ta sẽ lấy diện tích chia cho chiều cao và nhân với 2 lên là lấy 24 chia cho 9,6 và nhân 2 ta sẽ được kết quả là cm. Điền số thích hợp vào ô trống. Lớp 5A1 có 12 học sinh giỏi bằng 6 25 số học sinh cả lớp số học sinh khá bằng 3 phần 2 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình. Thì số phần trăm học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là ô chống phần trăm. Thì ở đây đầu tiên chúng mình sẽ phải đi tính số học sinh cả lớp. Thì ở đây là có 12 học sinh giỏi bằng 6 phần 25 số học sinh cả lớp. Cho nên ta sẽ tìm số học sinh cả lớp bằng cách lấy 12 chia cho 6 nhân với 25. Sẽ ra là số học sinh cả lớp là 50 học sinh. Số học sinh khá thì bằng 3 phần 2 số học sinh giỏi. Thì ta sẽ đi tìm số học sinh khá bằng cách là lấy 12 chia cho 2 và chúng ta nhân lên cho 3 và bằng 18 học sinh. Số học sinh trung bình sẽ là chúng ta sẽ lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh khá và trừ đi số học sinh giỏi thì ta sẽ được là 20 học sinh. Sau đó ta mình sẽ đi tìm tỷ số phần trăm giữa học sinh trung bình và học sinh cả lớp. Chúng ta sẽ lấy 20 chia cho 50 và nhân với 100 bằng 40%. Ta điểm mẫu trống là 40%. Vậy là vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em ôn tập video lớp 5 vòng thi cấp huyện. Các em nhớ bấm like, đăng ký để ủng hộ cô ra nhiều video hay hơn. Hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.